Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu hiệp thứ hai giữa hai đội U23 Tomama gặp FC Utsunomiya. Ở trận đấu này U23 có về cầu môn bên phía tay phải màn hình và đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Một lợi thế rất lớn. Hiện tại trên bảng điểm Tomama đang dẫn đầu với 3 điểm và tỷ số là 2-2. Bắt tay em ơi, không sao, không sao. Bấm quả bóng lên, ôi thôi. Ok. Tài đã thổi còi nhắc nhở. Đúng rồi, tập trung vào nào. Xuất phạt dành cho Utsunomiya. Đổi bóng luôn. Không có gì là nguy hiểm. Và chỉnh bóng lỗi của Minh Tân. Đúng không? 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 Khả năng một loại luôn. Đội bạn là phản công. Anh đồng chí toàn mình chưa hết bạn. Em khiếp không anh Tùng ơi. Bóng vẫn đông chân các cầu thủ Utsunomiya. Nguy hiểm. Vâng, đã có bàn thắng bên Utsunomiya. Một pha. Không sao đâu, có đi anh em ơi. Hơi buồn quá hàng hậu vệ. Tỷ số là 1-1. Dí Long. Dì Long là người thực hiện xuất phạt. Nghe coi. Dì Long đưa bóng vào. Không được. Thứ ba của hiệp hai, tỷ số vẫn đang là 2-2. À xin lỗi, là 1-1. Nào nha. Bóng đi hết vạch biên. Tình kiếu. Không được rồi. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Utsunomiya. Đội bàn phản công. Phá đồ và cứu thua vào rồi của Minh Tân. Cái bóng lên cho không được. Có bóng rồi. Một pha
Tiên Phong đã cướp được bóng. Vâng, cầu thủ Nagoya có lẽ đang bị đau. Anh ơi, cố lên anh ơi, đứng dậy đi. Anh Dương ơi. Trời ơi. Sau va chạm với cầu thủ bên Tsunomiya có lẽ anh đã bị đau. Đâm đâu vào. Nào ơi nha. Nào ơi nha, luôn tỏ ra rất sung sáo, lực rất dồi dào. Ai ơi ơi. Bà đánh chặn vào rồi, có Văn Dũng. Nào ơi nha. Duy Phong. Bóng vẫn nằm chân Duy Phong. Bị dành cho tôi bao à. Chị ơi, tha em khổ lắm không? Đang xung thì hát với cái bà chát lên sự tiếp. Nhảy đi em. Không, em bây giờ mình cổ vũ ơi. Ai đó chứ, tích hợp ở đây. Đây, chưa được tiếng nữa. Di Long là người thực hiện sút pin. Đưa bóng vào. Từ thôi. Phong, anh Phong. Lòng ơi, kéo bóng rửa ngay. Phút thứ 8 của trận đấu, tỷ số đang là 2-1. Anh Hùng đang xem cái đệm guitar anh Hùng. Sợ. Đưa bóng vào. Vâng, theo luật thì mọi người cũng biết là với những tình huống sút pin bóng không chạm người không được tính. Tsunomiya. Tsunomiya. Sút vào. Ôi, rất tiếc. Một pha đi bóng rất đẹp. Thế nhưng cú sút là không được hiếm. Quảng cáo. Đình Kiều. À, đánh chặn rất tốt của Đình Kiều. Minh Cảnh. Bùi kiểu anh. Đội bàn phản công. Cầu thủ áo số 6 bên đội bạn. Vâng, cầu thủ bên đội bạn qua người rất khéo léo, vẫn là cầu thủ áo số 97. Tình huống đi bóng qua người rất tốt, thế nhưng pha dứt điểm của anh thì lại khá mờ nhạt. Phút thứ 9 rồi, à phút thứ 10 rồi. 15. Vòng phút thứ 10 có hiệp đấu thứ hai, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ U23 Tobama. Lại chỉ áo đen à? Giữ em lại để không em ra em đấy. Như chị em thức tỉnh hay sao ấy? Như liên xúc. Liên khúc thức tỉnh. Ok, họ thức tỉnh. Bóng qua bắt hát thêm một bài của Mr. Chino. Anh ơi, cố lên anh ơi. Có mệt, anh của anh. Lời to nữa vào. Vâng, chúng ta thấy chồng mệt và vợ cố vũ.
Đấy. Nào vào nhà. Rất tiếc vào đội bóng không kịp. Nỗ lực tranh chấp tỷ đèo của Nào vào nhà là rất đáng hoan nghênh. Hà Nội Đình Kiều. Mày dừng cút cho em. Cút cho em nhé. Bây giờ nhé. Cầm bóng mày. Bây giờ nhé. Mình hộ. Mọi người ơi. Hộ cái gì nhỉ? Bây giờ. Đôi đội con trai rồi. Em hộ tôi em mọi người hộ cố lên nhá. 1, 2, 3. Tôi ba mẹ. Cố lên. Tôi ba mẹ. Cố lên. Đâu rồi nhá. Xuất hiện. Không được. Một tài năng trẻ mới được vào sân, nhưng đường và đội bóng vừa rồi là hơi hụt. Tài năng trẻ nửa muộn ở tuổi 38. Tài năng trẻ đã ngoài 30. Một tình huống có lỗi thôi. Hay quá, Cảnh ơi. Rất may là Đình Cảnh đã sửa lỗi cho Đình Tùng. Nào, đấy đã. Bước qua bên này, em ngồi xuống em cổ. Tiến Tùng. Ok. Đọc sau thì làm vậy đi em. Vung cái chân nó lên để bóng đi. Vòng một pha đánh đầu rất có ý đồ của Đình Tùng. Nào coi nhá. Bắn lên nào coi nhá. Lên rồi anh ơi. Không được rồi. Gãy như vậy lại. Cánh là người thực hiện xuất tin. Đưa bóng vào. Vào rồi. Một cái lắc đầu khá lạnh lùng của tài năng trẻ xuất hiện. Thế nhưng bóng bay tích về phía xa ngang. Phút thứ 13 và tỷ số vẫn đang là 2-1. Nhưng về các cầu thủ U23 Roma một lợi thế rất lớn. Nắm 6 điểm trong tay là chúng ta có một cánh cửa rộng để bước vào vòng knock out. Nào có ra sút tin. Sút đẹp. Rồi, rất tuyệt. Những pha phối hợp của những phút cuối cùng trận đấu rất gay cấn. Tìm tôi như thoát ra ngoài. Điên rồi, này quá cái điên rồi. Kia 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 kia. Rồi, từ từ thôi. Rồi, bên cạnh. Vâng, thời gian chỉ còn 1 phút nữa thôi. Cánh cửa bước vào vòng trong của U23 Tottenham đang mở rộng ra. Các cổ động viên của U23 Tottenham đâu nhỉ? Vâng, liên tục là những bóng hồng. Hà cánh sẽ rất tốt của Minh Tân. Đứng lại giữa sân nào ơi, cứ đứng giữa sân. Cứ đứng vào như thế. Rất may. Xuống đây kéo hồn ạ. Bóng luôn, hết hồn thật sự. Bóng đâu, bóng đâu. Ôi, bạc tiền một sen. Ô. Thảo ơi, còn cố tình ngủ nữa. Ui, một pha tranh chấp rất quyết liệt. Chạy mày lên, chạy mày lên. Ok. Chúng ta ngoài rồi đó. Đây đây đây, lên đây. Cố lên. Tính bằng giây vậy thôi. Trận đấu đang bước sang phút thứ 15. Những giây cuối cùng của thì có hiệp đấu thứ 2. Tuấn Hiệp. Ta đang trẻ. Tình huống nguy hiểm. Giật mạnh. Đá lên. Tình
Tùng đã kịp lui về hỗ trợ cho thủ môn Minh Tân. Vâng, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu thứ hai và sau hai vòng hai trận đấu thì Tobama đã có 6 điểm, nắm chắc bước vào vòng trong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi trường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Tối nay có bia rồi. Sa lan tăng tàng.